Chị bật mấy cái này không đấy. Ủa cả xuân không? Ô chị nhìn này có nữa, này có nữa. Cho chị muốn không? Ngon. Ngon tuyệt luôn. Ủa, không ngờ là nhà xuân chị toàn ăn ngon này đấy á. Đây chị đúp. Nó không làm được nha. Wow.
nhiều chưa? Em chắc rồi nhé. Rồi em chắc đi. Ít thôi, ít thôi. Không ăn bát của chị em mình đầy quá, không ăn được không? Này, xong rồi chúc cho chị xin cái bình sữa này về nhé. Vâng. Ừ, về để chị đổ sữa vào đây cho em, chị đi. Ơ, nhà chị có em à? Ơ, ừ, nhà chị có em mà. Ơ, lần trước em chơi với em chị, mà em chị còn lớn không? Lớn rồi, dạo này lớn lắm. Ui, dạo này nói nhiều cực kỳ em luôn. Quên hôm nay à, nó đi chơi với mẹ chị rồi, không chịu cho sau này rồi. Ngon lắm, chị em mình ăn đi. Ngon lắm. Ăn một chút. Ngon không? Ui, sai nhờ. Bánh này cũng ngon này. Chút nữa nè. À, cậu hôn bà Sushi sẽ cậu hôn chị. Wow. Em ơi, hôm nay chị đã được bà Sushi trao tặng cho một quả nhẫn. Xong, một viên ngọc màu đỏ lấp lánh. Chị sẽ về. Hai, công nhận đến nay chị học toàn đấy. Ăn đi. Có chị đó. Ô, có ăn nhẫn không? Sushi à, chị sẽ tặng em. Nhẫn vàng. Đấy, chúng mình đều có nhẫn. Nhẫn ngọc đấy mà. Ngon đấy. Ơi kìa, công nhận kẹo miệng su mua hay thật đấy. Sao chị ăn miệng thuốc? Ông chưa uống đâu, chị sợ uống thuốc lắm. Uống sợ lắm. Kẹo mà. Kẹo cũng sợ. Chị cứ nhìn thuốc là chị bị ám ảnh vào ngày xưa, chị uống nhiều thuốc quá. Thế bây giờ chị sợ kẹo thuốc lắm. Ủa chị thích ăn cái kẹo này thôi cô, ăn cái kẹo này ngon cực. À, chua. Dạ. Ăn này chán nhỉ. Hay là đổ sữa vào ăn không? Được. Được không? Đổ sữa. Em đổ nhé. Ừ. Ủa các bạn phải ăn sữa mà. Ủa nhưng mà không biết được thứ này ăn sữa có làm sao nhỉ? Chắc không làm. Ủa nó là đồ ăn mà nhỉ. Ừ. Ủa thì cắn chứ. Nhá kéo, không kéo đúng không? Ừ. Hôm nay mẹ em đi đâu ấy? Mẹ em đi làm. Thảo nào, đây. Ơ, không có, lúc không mua. Ngày mai em cho chị xem em một lần nữa, cho chị xem một ba thỏi son luôn. Ui, mới mua à? Ừ. Thế à? Cho chị ba, cho chị hai thỏi son. Đồ cẩn thận nhá, để chị giúp. Em chỉ cần. Wow. Trời ơi, một tai nạn nó xảy ra. Chào, chị đi lấy giấy cho. Giấy nhà em ở đâu? Giấy nhà em ở bên phòng kia. À rồi, để chị lấy nhá. Sai là xung quanh vừa chơi vừa ăn, sống thật đấy. Vừa được người, thật. Không ai súng với chị luôn. Hiểu. Xu sang nhà chị cũng đầy đồ chơi mà, đúng không? Nhưng nhà chị à, quá bướng em bé. Ngày mai á. Sao lại chị chơi nhá? Ngày mai á, cho chị hai thỏ son luôn. Buồn cười thế, sao lại gì hôm nay lại tốt thế? Còn đâu là em được bỏ lại. Nhưng mà sao mà em tốt với chị thế? Hôm nay lại yêu thương chị thế. Ngon. Hôm nay chị yêu em. Ồ, chị yêu em, lúc nào chị chả yêu em. Thế chị chỉ mua không? Ngon. Mua không? Ngon tuyệt luôn. Ui, không ngờ là nhà Sushi toàn ăn ngon này đấy á. Ngon thế. Ngon nhỏ. Ngon cốc. Ngon không? Giòn nhỉ? Em rất thích ăn luôn. Thế á? Ua. Không, chị không hiểu ăn này như thế nào nhỉ? Chị ăn thử nhỉ? Em học tiếng Anh nên em toàn nói sáng ra. Mỗi lần học đúng không? Thế á? Chú em học hôm nay ngon? Vâng. Ừ, ăn ngon thế. Mà chị á, hôm nay chị đi học á, mẹ chị chỉ cho một bát cơm thôi. Thôi mình giờ không xuống ngon. Mình chống mất rồi đấy nhỉ? Ăn đi xuống rồi. Thôi, mà xuống rồi. Còn quái này nữa nè. Ăn nốt nhá. Vâng. Ừ. Hay là mình cắm vào chỗ này đi. Ủa, thôi đi. Quả wow, toàn bánh ngon. Mẹ chị ra không được nhiều bánh ngon nào. Ngon. Ngon thế. Thôi không bỏ cái này nhỉ. Cái này mứt đó, chẳng có gì cả. Chạy á. Hai chị em mình mứt. Ăn này ngon hơn. Ngon. Mẹ về muộn không? Mẹ em ơi, mẹ
hay vậy à? Thế mình rót rồi tí mình dạy mình chọn xong nhá. Chứ bây giờ mình ngủ lắm rồi. Đáng không? Cái này tôi phụ. Đây 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 đây. Mình kéo cái này. Đây em dựa vào đây ngủ tạm nhá. Chị dựa vào đây ngủ tí. Sáng mai mẹ em về. Lúc đấy chị em chọn xong nhá. Đây em ơi. Tổ ơi thương quá ấy. Nào đây nhá. Đây dựa vào đây. Đấy. Thôi nào đi nhá. Đi giải vào con em. Chị cũng đi ngủ đây. Ăn no quá.